Chương trình Bừng Sáng Human vừa được khởi động tại Hà Nội. Chương trình này dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam được hỗ trợ tài chính để có thể phục hồi và phát triển hoạt động của mình trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay. Với mục tiêu hỗ trợ hơn 90.000 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, chương trình sẽ hợp tác với các tổ chức tài chính địa phương, các vườn ươm khởi nghiệp và các đối tác công nghệ để triển khai sản phẩm tài chính và dịch vụ hỗ trợ như xây dựng năng lực, nâng cao kỹ năng kỹ thuật số, tăng cường mạng lưới hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của nhóm các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Với cách tiếp cận lấy phụ nữ làm trung tâm, chương trình tìm cách phát triển các phương pháp giúp các nữ lãnh đạo của các doanh nghiệp nhỏ cân bằng dòng tiền trong gia đình và trong doanh nghiệp, có sự chuẩn bị và khả năng xử lý tài chính cũng như tăng quyền ra quyết định của phụ nữ. Sau chương trình, 80% phụ nữ tham gia từ Việt Nam có doanh số bán hàng tăng và 86% trở nên tự tin hơn trong việc điều hành doanh nghiệp.